Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube của báo điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Chủ trương đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam được đa số đại biểu tán thành trong phiên họp tổ sáng ngày 13 tháng 11. Phát biểu tại họp tổ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách Phạm Thúy Trinh cho biết, khi nghiên cứu tài liệu và trao đổi với các đại biểu Quốc hội khóa 12 rất nhiều đại biểu tiếc nuối vì không bấm nút để thông qua dự án đường sắt tốc độ cao với tổng mức đầu tư giai đoạn đó là 56 tỷ đô la Mỹ. Còn nay đã tăng lên 67 tỷ đô la Mỹ và đã lỡ mất cơ hội phát triển ngành công nghiệp đường sắt. Vì thế theo bà Phạm Thị Trình, việc đầu tư đường sắt tốc độ cao Bắc Nam không thể muộn hơn được nữa. Phó chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách cũng nhắc lại tại kỳ họp thứ 6 đã chất vấn Bộ trưởng Giao thông Vận tải về việc một số nước có điều kiện tương đồng với Việt Nam như Lào, Indonesia đều đã có đường sắt tốc độ cao Bắc Nam. Khi đó Bộ trưởng Giao thông Vận tải trả lời rất cẩm trừng và chỉ đặt vấn đề thí điểm 1 đến 2 đoạn, nhưng nay đã đi đến thống nhất đầu tư toàn tuyến từ Bắc vào Nam. Theo bà Phạm Thúy Trình, một trong những vấn đề rất quan trọng hiện nay là nhân lực và nếu không quan tâm đào tạo nhân lực từ bây giờ, chúng ta sẽ rất dễ bị động. Bên cạnh đó, nữ đại biểu cho rằng cần tính toán kỹ để cân đối nguồn lực và quan tâm việc chống lãng phí, không chỉ lãng phí về tiền mà còn lãng phí về thời gian. Đồng quan điểm đại biểu Nguyễn Huy Thái, đoàn Bang Liêu cũng cho rằng yếu tố cần tính đến nhất khi đầu tư đường sắt tốc độ cao Bắc Nam là nguồn nhân lực. Với kiến nghị cần bắt tay đào tạo nhân lực ngay từ bây giờ, đại biểu đoàn Bang Liêu cho rằng nếu làm đường sắt tốc độ cao Bắc Nam với tốc độ thiết kế 350 km h và chuyên trở hành khách, có thể tính thuê các nhà thầu, kỹ sư, nhà quản lý, lái tàu từ các nước đã phát triển loại hình này như Nhật Bản, Chiều ngày 12 tháng 11, sau 2 ngày làm việc nghiêm túc và trách nhiệm cao, Quốc hội khóa 15 đã hoàn thành toàn bộ chương trình phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 8 đối với 3 nhóm vấn đề thuộc trách nhiệm chính của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước. Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Qua phiên chất vấn tại kỳ họp cho thấy, các nội dung đã đáp ứng được yêu cầu thực tiễn, đúng và trúng những vấn đề cử tri. Nhân dân cả nước và các vị đại biểu quốc hội quan tâm tiếp tục khẳng định đây là hình thức giám sát tối cao trực tiếp, hiệu quả của Quốc hội. Trong đó 10 phát ngôn ấn tượng trong phiên chất vấn 3 bộ trưởng, trường ngành trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 8. 1. Không khuyến khích người dân giữ vàng. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng đồng tình với nhận định của đại biểu Quốc hội. Vàng trong dân là vàng chết, trong khi nhu cầu vốn cho sản xuất kinh doanh rất lớn. Thống đốc Nguyễn Thị Hồng khẳng định không khuyến khích người dân giữ vàng, nhất là vàng miếng, 2. Sẽ lập sàn giao dịch vàng khi phù hợp. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng cho biết. Ngân hàng Nhà nước sẽ cùng với các bộ ngành nghiên cứu, đánh giá tác động một cách kỹ lưỡng để tham mưu, đề xuất chính phủ ở thời điểm phù hợp và bối cảnh Việt Nam. 3. Quy mô kinh tế, chúng ta sẽ đạt vài ngàn tỷ đô la Mỹ trong thời gian gần. Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước nhận định. Chắc chắn quy mô kinh tế chúng ta sẽ đạt vài ngàn tỷ đô la Mỹ trong thời gian không xa chứ không nằm quy mô gần 500 tỷ đô la như hiện nay. Đến năm nay đạt khoảng 470 tỷ đô la, chắc chắn sẽ tăng gấp 3 đến 4 lần trong thời gian không xa. 4. Quan điểm nhất quán đề xuất cấm thuốc lá điện tử. Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho hay đã có báo cáo rất dày, rất dài và rất rõ nêu quan điểm về cấm thuốc lá điện tử trên cơ sở đánh giá tác động. Ý kiến chuyên gia và ý kiến của tổ chức quốc tế, căn cứ khoa học để xin ý kiến về vấn đề trên. Theo bà Lan, quan điểm của Bộ Y tế rõ, nhất quán là đề xuất cấm. 5. Chưa bao giờ Bộ Công Thương đề xuất tiếp tục thí điểm, quản lý thuốc lá mới. Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cho biết, chưa bao giờ Bộ Công Thương, trong đó có cá nhân tôi, đề xuất là tiếp tục thí điểm đề án quản lý thuốc lá mới. Đồng thời, thời gian qua Bộ Công Thương luôn từ chối cấp phép kinh doanh và cấp đăng ký với loại sản phẩm này. 6. 80% quảng cáo trực tuyến tuột khỏi tay báo chí, rơi vào mạng xã hội Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng đã có nhận định thẳng thắn về vấn đề báo chí sụt giảm, nguồn thu do phải cạnh tranh với mạng xã hội. Ông cho biết, 80% quảng cáo trực tuyến trước đây thuộc về báo chí thì hiện rơi vào tay mạng xã hội. 7. Nhà nhà thu thập thông tin cá nhân Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng nêu thực tế. Hiện nay, có tình trạng nhà nhà thu thập thông tin cá nhân. Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức rất nhiều đoàn thanh tra để thanh tra về việc bảo vệ dữ liệu cá nhân, Đối tượng thanh tra là các nhà mạng viễn thông, các công ty bưu chính, ngân hàng, mạng xã hội, trang thông tin. 8. Bên cạnh tôi có một trợ lý ảo cùng trả lời chất vấn. Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, bên cạnh ông có một trợ lý ảo, bất kỳ câu trả lời nào của bộ trưởng cũng có kèm một câu trả lời của trợ lý ảo. 9. Có những tin giả gây thiệt hại nhiều nghìn tỷ đồng, tham gia trả lời chất vấn lĩnh vực thông tin và truyền thông, đại tướng Lương Tam Quang Bộ trưởng Bộ Công an khẳng định: Tin giả, tin sai sự thật gây hậu quả khôn lường, gây nhiều hệ lụy nghiêm trọng, ảnh hưởng tới sự phát triển kinh tế rất lớn, đặc biệt là đối với thị trường chứng khoán, tài chính, bất động sản. 10. Phần cấp, phân quyền vẫn chỉ tập trung ở trung ương, đây là điểm nghẽn lớn. Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trả lời trực tiếp các chất vấn của đại biểu Quốc hội. Thủ tướng Phạm Minh Chính thừa nhận việc phân cấp, phân quyền vẫn còn hạn chế, vẫn chỉ tập trung chủ yếu ở trung ương và đây là điểm nghẽn lớn. Theo người đứng đầu chính phủ, đây cũng là ưu tiên số một trong việc cải cách thể chế, tháo gỡ rào cản tạo động lực phát triển kinh tế, xã hội. Chiều 12 tháng 11, sau khi Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng kết thúc phần trả lời chất vấn, Thủ tướng Phạm Minh Chính báo cáo làm rõ các vấn đề liên quan và trực tiếp trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội. Báo cáo trước khi trả lời chất vấn về bảo đảm cung ứng điện trước mắt và lâu dài, Thủ tướng nêu dự báo nhu cầu điện tăng nhanh trong đó năm 2025 tăng khoảng từ 12 đến 13% và những năm sau còn cao hơn nữa. Vì thế chính phủ sẽ tiếp tục hoàn thiện đồng bộ quy định pháp luật để tháo gỡ các vướng mắc trong triển khai các dự án hạ tầng nguồn điện, xây dựng hệ thống lưới điện thông minh và vận hành linh hoạt có khả năng tự động hóa cao. Bên cạnh đó, chính phủ sẽ tập trung hoàn thành thủ tục khởi công và đưa vào vận hành các dự án điện lớn quan trọng, tăng cường các biện pháp tiết kiệm năng lượng và quản lý nhu cầu điện, ra soát tháo gỡ các dự án điện tái tạo đã đầu tư có vướng mắc pháp lý và đảm bảo định giá đúng, đủ, hợp lý để khuyến khích phát triển các nguồn điện cũng là nhiệm vụ quan trọng. Chính phủ hướng tới bên cạnh việc đảm bảo đủ hạ tầng, nhiên liệu cho sản xuất điện. Thủ tướng nói về dài hạn để đảm bảo đủ điện phục vụ phát triển kinh tế xã hội nhanh, bền vững. Chính phủ đã và đang đề xuất cấp có thẩm quyền tái khởi động dự án điện hạt nhân, phát triển mạnh điện gió ngoài khơi. Theo đó, chính phủ đã báo cáo Bộ Chính trị đồng ý về chủ trương tái khởi động điện hạt nhân. Đồng thời, chính phủ đã trình Quốc hội xem xét sửa đổi luật điện lực nhằm tạo đột phá về thể chế, tháo gỡ các vướng mắc phát triển nguồn lưới điện. Chính phủ đề nghị Quốc hội quan tâm chia sẻ, phối hợp với chính phủ nâng cao chất lượng và xem xét thông qua tại kỳ họp này để kịp thời tháo gỡ những vướng mắc điểm nghẽn pháp lý